sáu phương án này á, là cái phương án mà mình đúc kết được đó. Nó gồm có là nó cũng y chang như khám bệnh nha các bạn, nó giống như một người bác sĩ mà đi khám bệnh vậy đó, là phải có là lâm sàng, rồi phải phương pháp Ấn và Độ, Ấn Độ đó, cũng giống như người ta nói giỡn nhưng mà nó là thật, phương pháp cận lâm sàng, Ấn Độ và bắc cầu, so sánh và dời nhà, là những phương pháp đó tôi nắm suốt trong trong cuộc đời của mình, là suốt trong quá trình để mà mình sửa chữa luôn. Rồi kế đó là cái đó là cho các bạn bên nghề thợ quảng cáo á, thì cái này tôi đã áp dụng rất là nhiều cái công trình rồi, là một cái mạch điện mà mình có thể xài được tất cả những cái loại loại led luôn, ngoại trừ cái led full lập trình thôi, mà led full lập trình mình cũng xài được nhưng mà nó chỉ chớp theo cái kiểu là con IC là 628, là 6802 á. Bỏ cái micro đi, micro của bóc quá. Rồi nghe 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 rõ chưa các bạn, nghe rõ chưa? Bây giờ mình tạm thời mình không có dùng mic. Đâu rồi kia, kiếm cái remote, bạn đợi chút xíu nha. Ok rồi phải không? Thì các bạn có hỏi gì không mình trả lời trước nè, rồi mình sẽ làm những cái thí nghiệm cho các bạn xem. Thứ nhất là sáu cái nguyên tắc để cho các bạn nắm mà sửa được tất cả các thiết bị luôn, từ quạt gió, quạt máy, trong trong nhà mình gặp cái gì cũng sửa được hết á. Và từ sáu cái nguyên tắc đó các bạn sẽ phân lên thêm, là các bạn làm nhiều cái công, những cái công việc lớn hơn, rồi làm những công trình, rồi nhận những cái công trình gọi là gần những cái công trình bạc triệu, rồi bạc trăm triệu, rồi bạc tỷ, nói chung là được hết. Tôi đã từng làm tôi biết, nói chung là tôi chia sẻ cho các bạn hết luôn, từ một cái mình nắm gì á. Và các bạn là thợ điện nè, và mình coi trong cái kênh mình đó là tất cả những cái thợ điện là điện điện nè, là cũng biết biết được chút xíu, rồi cũng đam mê này kia nọ rất là nhiều. Có nhiều bạn mà mình muốn cô đọng lại hết tất cả những cái mà mình cho các bạn xem á, cho nó thật sự là dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ là các bạn làm thợ điện á, các bạn đâu có biết cái mạch này đâu đó. Có nhiều bạn hỏi trên Zalo thì không có biết cái mạch này hết á, và mình sẽ giải thích cho các bạn cái mạch này và những con linh kiện này á, tại vì mình chưa có thời gian nhiều. Linh kiện này á nó đơn giản lắm, mua ở tại Shopee là có hết, Shopee hoặc là Lazada đều có hết đó. Rồi cái loại này làm đèn led á, nếu mà các bạn mà là thợ điện thì cũng biết trang trí đèn led trần đồ này kia đó rất là nhiều, thì các bạn sử dụng cái này nè. Đây, cái con này là con diode cầu mà nó rất là to, nó khoảng 20 đến 30 ampere. Mà cái con này á, các bạn mà mua về á, nó hữu dụng lắm. Tôi có thể trang trí một cái cầu, nguyên một cái cầu luôn. Chỉ có hai con này thôi, chỉ có hai con này thôi, nó không có tốn tiền nhiều như các bạn mà nghĩ. Và cái con này á, nó hay đến nỗi là các bạn sửa tất cả cái đèn led luôn. Đèn led này tôi vẫn sửa được nha, mà cái con này luôn. Nói chung là mình độ chế rồi tùm lum nhân cái gì cũng được hết á. Mà làm chai á, thì các bạn phải nhớ một điều, cái này chia sẻ thật sự các bạn, làm chai các bạn phải biết điện và nước, điện và nước. Lý do tại sao tôi giải thích cho các bạn nè, ví dụ như mình gặp cái em nào đó mình nói trời em này điện nước đầy đủ ha, thì dí cho phụ nữ luôn cũng điện nước luôn. Còn bây giờ là mình là nam nhi mình phải biết điện và biết nước, nếu không á một ngày nào mình đi công tác á, cái vòi nước của mình ở nhà và điện ở nhà bị hư á, vợ mình kêu về kêu thợ điện về là mệt, mệt lắm đó. Nên làm trai là phải biết điện và biết nước. Và điện nước mà mình bắt đầu từ đâu, các bạn xem nhiều rất nhiều video trên mạng cũng chia sẻ rất là hay và hữu ích, và hôm nay tôi đọc nhiều được các comment của các bạn thì mình biết được cái tâm tư của các bạn là đang ở cái level nào để mình truyền cho các bạn xem. Đương nhiên ở trong đây có rất là nhiều kỹ sư vô đây xem, có nhiều người cười tôi nhưng không sao, góp ý thì mình sẽ nhận. Nhưng thật ra các bạn mà muốn cao cấp hơn thì các bạn đăng ký kênh, rồi các bạn sẽ biết được ở bên trong có nhiều cái bài bài của mình nó cao siêu, mà mình có thể hiểu thêm được lập trình rồi điều khiển cái tòa nhà đủ thứ hết. Như cái cầu Hóa An ở ở mà Đồng Nai đó, Đồng Nai đó là chính mình đã 3 đêm trời nằm ở đó ăn ngủ và làm cái cầu đó.
rồi những cái tòa nhà trọc trời á là mình đã lập trình cho nó luôn và chạy vòng 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 thì led tới mình ăn nằm ngủ với nó rồi, mình không có xa lại nữa hết, thì đương nhiên là các bạn cứ nói gì nói không sao hết, mình sẽ ghi nhận. Chào tất cả các bạn, bây giờ mình chào nhau nha, nãy giờ mình nói liên thiên quá. Chào anh Văn Bình, rất vui được gặp anh Văn Bình. Anh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu, thì anh Bà Rịa Vũng Tàu thì nuôi vịt, bữa hôm tôi có khám phá kênh anh là tôi coi rất là lâu đó. Dạ cảm ơn anh. Em nói là có bạn là cho là cái đó xàm quá, thường quá, không hiểu, nói cao hơn đi. Thì mình muốn giải thích cho các anh em hiểu là có những cái bài giảng đó ở trong á là nhiều hơn, cao siêu hơn, và có thể hỏi trực tiếp hỏi mình. Số điện thoại của mình để bên dưới đó, hỏi mình sẽ trả lời rất là nhiều. Nếu các bạn nào mà đừng có hỏi cắt cớ, hỏi thật lòng mình chỉ hết nghề luôn. Tại vì Ổ Long là hiện nay là khoảng tháng 11 này là Ổ Long không còn ở đây nữa rồi, nên các bạn thông cảm cho mình. Và hôm nay mình sẽ có những cái món quà tặng cho các bạn. Những cái món quà này hay lắm. Thứ nhất á là các anh là thợ điện, em sẽ tặng một cái cây kìm của Nhật, cái cây kìm tuốt dây. Tuốt dây này độc lắm nha. Là em sẽ tặng cho một cái bạn nào mà thật sự tâm huyết về bên ngành điện, mình sẽ tặng cho cái này cho các bạn bằng thép luôn, mà cái này bằng Nhật đó. Chào Mai Nguyễn nha, thành viên mới, xin chào tất cả. Rồi thứ hai nữa là mình có cái này nè, mình có ba cái này của Mỹ, là bạn của mình tặng thôi. Bây giờ mình sẽ tặng lại các bạn, cái này rất là nhiều cái công dụng đó, mưa quá không biết các bạn có nghe được không nè, rất là nhiều công dụng. Mình phui bia, gọt xoài, gọt ổi rồi này kia, mình sẽ tặng cho các bạn nào tâm huyết nhất ba cái. Chào Bảy Nguyễn, chào Bếp nha. Đó rồi, cái này là mình tặng làm quà thôi, để cho các bạn mình khi mình không còn ở trên mình không còn ở đây nữa thì mình sẽ còn lưu lý về các bạn. Rồi đây là hai cái đèn pin này mình sẽ tặng các bạn luôn, những bạn nào tâm huyết có những cái đóng góp thì mình sẽ tặng cho các bạn luôn. Cái đèn pin này hay lắm, bằng inox, đèn pin này là mình mua từ Nhật các bạn. Đây đèn pin này hay cực kỳ, mình treo trên xe rồi đó, bóp là sáng nó chỉ có một cục pin tiểu thôi đó. Cái này là mình quyết tâm tặng cho các bạn, bấm nút nè. Và mình sẽ chọn ra những bạn nào thật sự tâm huyết đóng góp và yêu mến kênh thì mình sẽ tặng, không sao hết. Mình có rất là nhiều đồ tặng, mấy cái bo mặt này mình mua nhiều lắm. Và lý do mình tặng là thứ nhất là mình không còn ở đây lâu được, thì mình muốn tặng lời gửi các bạn làm kỷ niệm. Và sau dịch này các bạn nào mà yêu mến mình và mình sẽ yêu mến lại, rồi mình sẽ mời các bạn uống cà phê. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba nữa là mình sẽ tặng cho các bạn, là có nhiều bạn gửi mình mua cái này nè. Đây cái mũi khoan, cái mũi khoan này là mũi khoan Bali thôi. Mũi khoan Bali này đặc biệt á là có nhiều bạn hỏi mua ở đâu thì mình mua một đống luôn để cho tặng các bạn, là mỗi người một mũi Bali nè. Mũi khoan bê tông mà Bali thì các bạn khoan vô trong tường á. Cái này là mình học hỏi của người Malaysia, họ đem qua đây họ khoan mấy cái camera đó các bạn, khoan vô một cái thôi rồi bắt con vít vô luôn, không cần phải tắc kê cái gì hết. Mỗi người thợ á, người ta phát cho hai cái mũi khoan gì nè, với mấy con ốc thôi, về phải kiểm tra cho đủ, không được mất bị phạt đó, người ta làm kỷ luật vậy đó. Rồi mình tình cờ là mình mua được những cái mũi khoan như thế này, mũi khoan Bali bê tông. Nếu mà các bạn thợ điện các bạn thấy ngỡ ngàng đúng không, nhưng mà thật ra là nó là mũi khoan bê tông. Rồi hấp dẫn, tặng cho bạn một cái luôn. Nếu mà bạn là người mà mình để mình xét duyệt lại để coi cái bạn nào mình tặng được, thật tình là mình sẽ tặng cho các bạn. Rồi ok, các bạn có hỏi gì không nè, các bạn có hỏi gì để mình trả lời cho các bạn nha. Anh Văn Bình nè, hôm qua đã có trả lời với anh rồi. Rồi trả lời cho một bạn ở trên YouTube, là các bạn đó nói là quảng cáo nhiều quá. Thật ra là mình không có đặt quảng cáo các bạn, để cho YouTube nó tự động đặt quảng cáo thôi đó. Nhưng mà cái bài của mình nó hay, nó nhiều người thu hút nhiều người thì quảng cáo sẽ để trên đó một tí, để cho cái người sáng tạo như mình là và một số bạn khác có được cái kinh phí để mà làm việc đó. Thì mình hay nói đùa là mình làm một cái video tốn là 20 triệu đó,
mua cái đề, mua cái máy quay rồi mua ba cái đồ lặt vặt linh tinh rồi đủ thứ, rồi bỏ 5 ngày làm nữa, ngày làm mình mấy trăm ngàn rồi đó, rồi rất là nhiều. Thì nếu mà các bạn mà hiểu một tí xíu đó, thì có thể là xem quảng cáo một tí thì mình có được thu nhập. Mà người Việt Nam mình, các bạn biết không, người Việt Nam mình đó xem chỉ có 20 đồng đó à, chỉ có 20 đồng. Khi các bạn xem video này, các bạn đóng góp cho mình đó là 20 đồng cho kênh đó, 20 đồng. Mà còn người nước ngoài đó, xem đó, các bạn biết không, rất nhiều tiền, từ 5 đến 11 đô luôn, 1.000 người, khủng luôn. Các bạn thấy kênh nước ngoài khủng tiền luôn, nhưng mà bên mình nó làm vì đam mê, vì giao lưu với các bạn, để muốn chia sẻ kiến thức với các bạn. Chứ thật ra người Việt Nam mình làm không có nhiều tiền, nhưng mà các bạn nói là nhiều quảng cáo quá, thì cái đó thật sự là cũng 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 của mình không có đặt, tại vì YouTube đặt, YouTube thấy cái bài mình được đó, hấp dẫn người ta đặt. Chào anh, chào Binh Ngô, tôi mới vào xem kênh của anh rồi thấy rất hay và hữu ích. Ôi cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn nhiều đó, cảm ơn các bạn nhiều. Mình có rất là nhiều loại led luôn các bạn, led để mình mỗi mỗi cái công trình mình làm. Anh nói nhanh câu giờ quá không ông à, đúng rồi, các bạn có thể out ra, Võ Bình có thể out ra và có thể xem lại, rồi mình sẽ làm một cái video xúc tích lại để cho các bạn mà coi ở trong đó nè. Các bạn nhớ nè, các bạn nếu mà muốn xem những phân đoạn đó, bây giờ YouTube nó ra hay lắm, nó ra cái phân đoạn ở dưới đó. Nếu mà các bạn muốn xem cái đoạn nào mà cần đó, mình để là ví dụ như đang bắt đầu làm, cái các bạn bấm vô trong đó, ở dưới các bạn bình luận á, thì nó có bấm bấm vô đó thì nó chuyển cho mình tới cái cảnh đó luôn các bạn. Bạn Dĩnh á, bạn Võ Dĩnh á, bạn có thể out ra rồi các bạn có thể xem lại đó. Còn ở đây là mình đang giao lưu và live stream, chứ không phải là, nghĩa là live stream chứ không phải là mình lấy công chiếu. Công chiếu là mình quay sẵn, như bài hôm qua là mình công chiếu, mình quay sẵn hết rồi mình chiếu một cái lượt cái là cả trăm người xem á, thì mình tính làm như vậy nhưng mà không kịp. Các bạn biết làm một cái video tới 3 đến 4 ngày đó, làm một cái video 3 đến 4 ngày nè các bạn, nên các bạn thông cảm. Nên live stream thì mình muốn nói gì để mình nói, mình giao lưu gì giao lưu, chứ không phải câu giờ. Các bạn nói gì làm tội nghiệp cho tôi. À, các bạn có hỏi gì không nè? À, bây giờ để trả lời cho anh Quang Bình. À, anh có muốn hỏi gì nè, chuyện qua có một anh đó là hỏi cái bo nguồn này nè, giải thích là cái bo nguồn này. Chào Mai Châu nha, bo nguồn này nè, là các bạn có hỏi gì không? Hôm qua mình có đăng một cái video đó rồi. Chắc chắc theo ý kiến của các bạn, chắc mình phải làm video rồi xong mình đăng, mình công chiếu cho nó nghiêm chỉnh hơn, cho nó vô chi tiết hơn, có nhiều bạn không có thời gian đó. Còn cái này các bạn biết gì không? À, không biết anh Dĩnh Võ là cái anh là nghề quần nghề gì à? Để em anh hỏi gì à? Để em trả lời cho anh gấp luôn, rồi anh đi làm, để mình live stream khoảng cỡ chỗ 12 giờ, 12 giờ rưỡi thôi. Cái này là các bạn biết gì không? Cái này mình mua về mình tính làm cho các bạn nè, sẽ làm cho các bạn cái video này xem. Nghĩa là mình cấp cấp điện vô đây, để bên đây nó sẽ thông mạch. Khi mà mình sẽ chế có cái cảm biến nữa, ví dụ mình đưa cái tay vô thì cái này thông mạch, hoặc là đưa cái tay vô là nước chảy ra. Cái này mình chế rất là nhiều đồ luôn đó, hoặc là mình điều khiển trên điện thoại di động đó, là mình bơm nước tưới rồi này được hết. Cái cục này như 50.000, mình mua 50.000 rồi. Sẽ làm cái video cho các bạn xem này được không? Này, cái này người ta gọi là cái đèn pin mà bấm 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 điện đó, điện để giật 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 này kia, nào bấm tẹt tẹt đó. Ở đây mình không dám bấm, nhưng mà mình sẽ làm cho các bạn xem cái này. Đây đây nè, đợi bạn đông đông vô hết. Võ Bình ha, trời ơi làm gì gấp gúp gì vậy, Vĩnh Võ á, đâu giờ quá ông ơi. Chắc chắn là bạn bấm dislike cho mình rồi, nhưng không sao, mình góp ý mà mình sau này mình sẽ ghi nhận. Rồi các bạn mày hỏi đi, không hỏi là mình làm tiếp nha. Bạn muốn yêu cầu mình làm cái gì nè? Còn khi mà các bạn mà đi thi công á, các bạn thợ mà thi công á, đây sắt như thế này nè, dày như thế này nè, mà nhiều khi các bạn thi công á mà không có ốc vít là tôi hay lừa, hay tôi hay dùng cái này nè, hay dùng con vít này, tôi thể bắn bắn vô được cái này, con vít này bắn la phong
Đây con vít này, con vít bắn la phong nha các bạn. Chào Mai Châu, sư phụ. Sư phụ là dạy không lấy tiền, thầy dạy là lấy tiền, phân biệt hai đó nha. Phải kêu cho nó trúng sáng nha, mình dạy không lấy tiền. Đây con ốc này có thể bắn vô đây được. Bắn được. Nếu bạn không tin mình bắn thử cho coi xem, có bạn nào yêu cầu bắn thử. Có lúc mình làm á, nó có nhiều cái mẹo lắm mà không biết là các bạn muốn muốn hiểu cái gì. Bây giờ là nhiều cái quá mà không biết mình làm cái gì nữa nè, biết các bạn cho mình cái hướng. Bây giờ giải thích đi ha, giải thích 6 nguyên tắc để mà chúng ta sửa máy, tất cả các loại máy. Ví dụ cái đèn pin đây nè, bây giờ nó không lên, có 10 bạn cho mình hai cái đèn pin ra điện nha các bạn. Nó có thể ra mấy kilovolt đó. Đây nè, nè mình xích vô con cá nó dậy lên luôn á, xích vô con chó là cẳng cẳng cẳng. Đây nữa nè, là có một người bạn là chú bảo vệ bên bên Sài Gòn á cho mình. Nhưng mà bây giờ á, mình nắm 6 nguyên tắc đó rồi thì mấy cái này á sửa đối với mình là chuyện nhỏ, chuyện bình thường ha. Rồi bây giờ 6 cái nguyên tắc là mình sẽ tiết lộ cho các bạn xem. Cái thứ nhất á là giống như là mình đi đi khám bệnh, người ta hỏi mình nghề nghiệp gì, làm gì, bao nhiêu tuổi, bệnh gì. Đó là người ta lâm sàng đó, người ta chuẩn đoán lâm sàng mình trên cái khai báo của mình. Thì sửa máy cũng vậy. Sửa máy á, ví dụ mình là một người thợ hay là một người tai ngang gì đó, mình nghiên cứu thì mình hỏi là cái này nó đến từ đâu. Ví dụ như nó chết ngắt gì nè thì nó đến từ đâu, thì mình phải chia ra hai cái đầu dòng. Nếu các bạn có giấy các bạn ghi lại nha, thì mình nói hỏi người ta nè, ví dụ như điện thoại đi, điện thoại này nè, người ta đem tới cho mình, người ta hỏi nó bị mất nguồn rồi, bây giờ mình mới hỏi nè, ủa sao bị hư vậy, thì người ta sẽ báo cho mình một câu, rớt trên lầu xuống bập hư, thì mình biết liền ha, rớt lầu xuống hư là chắc chắn nó sẽ bị gãy mặt, hở mặt, bung pin hay là đủ thứ, rồi mình mới để đầu mình liền. Rồi ví dụ như người ta nói mới rớt dưới nước hư, rồi bắt đầu là mình biết luôn, rớt nước thì nó sẽ không bao giờ đứt mặt, và rớt dưới nước thì mình sẽ xử lý như thế nào, bỏ để vô đầu liền luôn. Rồi cái này á là mình sạc pin tự nhiên nó hư, sạc pin hồi sáng chuyển qua xài được bữa nay hư, thì mình ghi nhận đầu mình sạc pin hư, đó là lâm sàng. Mình hỏi hết người ta rồi bắt đầu mình phân tích ra mình sửa nè. Đầu tiên một cái máy gì cái gì không không có nguồn gì hết, không có một miếng nguồn nào hết, thì các bạn đầu tiên các bạn xem cái đường nguồn á, ví dụ cái này nó có tích trữ pin thì mình mở nó ra và mình xem cái đường nguồn, cái cục pin mình á nó có bị hở hay đứt dây. Đầu tiên là mình phải làm gì để coi nó hở nó đứt dây như thế nào, hay là nó cái nguồn cấp vô nó có được hay không. Đó là một cái ban đầu để mình sửa máy. Một người thợ nào cũng gì hết, tôi ví dụ luôn, ví dụ như các bạn sửa một chiếc xe máy mà các bạn thấy xe máy nó đạp hoài không nổ, thì các bạn phải đầu tiên các bạn phải coi bình xăng, cái nguồn năng lượng đi vô nó có hay không đó, đúng không các bạn. Và cái này nè, nguồn điện vô có hay không, điện thoại nguồn điện vô có hay không, tất cả những cung cấp cho mình nguồn có hay không. Rồi bước thứ nhất là bắt đầu kiểm tra đường đó. Rồi bắt đầu nếu mà nó bị hư cái đó thì mình sửa, mình bắt đầu mình thử từ từ, mình từ ngón, chứ nếu không thì nó tùm lum bệnh hết là mình sẽ không bao giờ sửa được. Và ví dụ chiếc xe hơi, tôi ví dụ tới sửa chiếc xe hơi nè, chiếc xe hơi mà khi bạn đề nó vô điện mà nó không nổ, trước tiên các bạn coi cái bình á nó còn điện không, yếu điện là nó không nổ, đó là mình biết sửa được cái thứ nhất rồi. Rồi các bạn công nhận với tôi là khi mà các bạn nghe cái điều này thì các bạn hiểu được là lý do tại sao mà nó hư chưa. Rồi tiếp tục, nếu nó có những phần khác, nó có hàng ngàn nguyên nhân để sinh ra một cái bệnh đó, nó có hàng ngàn nguyên nhân để sinh ra một cái bệnh hư đó, nhưng mình coi từ đầu, rồi mình coi nguồn. Rồi bây giờ mình ví dụ cái gì nữa, cái máy tính laptop đi, mình em đang mình bấm sao nó không lên nữa, thì mình coi cái cục pin với nó còn hay không, nó còn pin hay không, mình cắm điện vô đó. Bước đầu tiên là phải làm như vậy.
chắc chắn phải làm như vậy nha. Rồi qua bước thứ hai. Thứ hai, nếu các bạn kiểm tra hết tất cả phần nguồn mà không lên nữa thì các bạn dùng một phương pháp này là phương pháp tuyệt chiêu luôn, là các bạn phải dùng phương pháp Ấn Độ. Ấn Độ là giống như mình hay nói giỡn các bạn đó, là bác sĩ Ấn Độ đó. Bác sĩ vô trong là khám à, đau không, đau đâu, thở ra coi, để ông nghe vô thì đúng không? Có nghĩa là bác sĩ khám, mình khám y chang gì đó, mình cầm cái điện thoại, mình cầm tất cả các máy móc, mình ấn vào độ, ấn nè, ấn ấn xuống và nó lên không, đó, đập lên không, đó, ấn lên và độ nó, đó. Ấn xong rồi mình độ nó là sao? Là mình đoán nó, đoán nó bệnh gì? Ví dụ trên đầu rớt xuống, ấn nó lên rồi, đem cái con IC đó ra, hàng nó lại, hoặc là gỡ con IC ra, thay con IC khác, con chip khác. Thì cái phần này các bạn đòi hỏi phải luyện tập kỹ năng. Ví dụ con IC 2 tầng á, con IC 2 lớp, lớp trên lớp dưới, thì các bạn phải học kỹ năng đó mấy bạn biết là. Và tôi đã làm được điều đó, và tôi đã học cái điều đó một tháng trời để tôi khò đó. Tôi lấy con IC và đóng chân làm chân lại. Đó là những cái điện thoại di động. Còn ví dụ như những chiếc xe máy đi, và sửa xe máy đi. Ví dụ các bạn kiểm tra bình xăng đồ hết rồi, bình đồ này kia hết đó, đầy đủ hết rồi, thì các bạn phải kiểm tra tiếp tục là các bạn kiểm tra gì? Các bạn quịch mấy cái sợi dây coi sao, có bị sút dây không, sút mát hay không đó. Những chiếc xe mình mà nó không có sút, nó sút ra do nước mưa vô, nó lỏng nó xét rỉ, nó lắc qua lắc lại thì nó bị hư, chắc chắn luôn một điều là nó bị hư, không đường nào sai được. Thì bây giờ mình lắc ra mà kiểm tra hết mối nói hết mà nó lên thì ok, thì mình coi chỉnh đốn lại đó. Còn nếu không lên thì tiếp theo một bước nữa, đó là chiếc xe. Rồi xe ô tô cũng vậy, khi hư bình xăng rồi này kia không còn được nữa thì bắt đầu mình tiếp tục mình coi nè, cái chìa khóa của mình mở lên nó ra chưa, hoặc là bây giờ mình coi đó, coi mình coi mình đã mở chìa khóa chưa, hoặc là mình coi mình đóng cửa chưa. Một chiếc xe hiện đại mà chưa đóng cửa nó cũng không chạy đó. Thì những cái bước đó là các bạn phải biết. Những đầu tiên thì cái nguyên tắc thứ ba đó là ấn vào độ, thậm chí là mình ngửi nữa, coi nó có mùi khét hay không, tất cả các mùi khét hay không. Các bạn đang ngồi tự nhiên nghe cháy điện đâu đó khét, các bạn đi dài tới lên cái chỗ khét các bạn biết được. Thì cái mũi mình là một cái đồng hồ đo mới ngửi. Rồi á, thậm chí các bạn phải liếm nữa. Trong cái sửa máy, nếu mà các bạn mà cười á, thì các bạn là chưa phải là một thầy giỏi, các bạn phải liếm nữa. Ví dụ như tôi đã từng liếm, ví dụ chỗ này nè, coi nó có điện hay không, hay là cục pin, liếm cái, hoặc là liếm chỗ này cái, hoặc là liếm cái coi nó nóng hay không nữa, hoặc là đưa lên mũi. Các bạn nào làm điện tử đưa lên mũi nè, nhưng mà nó rất độc hại đúng không, mình biết mình đính thôi. Nóng, mỗi hàng đang nóng. Và hai con IC mà tháo ra rồi mà để xuống đó, sợ lộn đó, cầm bỏ lên cái bồ má cái có nóng hay không. Hay là trong cái mặt mình nè, có những phần đó, nó nóng lên. Ví dụ như mình sạc cục sạc điện thoại, mình sạc vô tự nhiên nó chết nguồn, mình không biết chết nguồn hay không, thì mình bỏ mình nóng nó. Nóng hay không? Chỗ nào nó nóng á là chỗ đó có vấn đề. Đó, người bác sĩ nó cũng ứng nha. Đau không? Đau, chỗ này đau quá. Nãy hỏi rồi, hồi nãy cận lâm sàng hỏi rồi. Là do vấn đề là chuyện qua đá banh chúng cho đây. Đó, là người ta chữa ra thuốc bình thường, thuốc đơn giản thôi. Đó, còn chuyện qua tự nhiên mình bị vậy là bắt đầu nó đưa vô cận lâm sàng liền, là nội soi liền, là trong mấy cái máy móc là mình phải tháo rồi đó. Người ta mà vô cận lâm sàng là máy móc là tháo là hết rồi đó. À, liếm có điện thì cảm giác như thế nào? À, ví dụ như pin nó liếm mình liếm có điện nó lạnh. Nó tê còn mạnh hơn chút xíu nữa ấy. Nhưng mà điện liếm 220 nha nha bạn, điện 220 đừng nên liếm nha. Những cái máy á, các bạn xem từ đầu thì các bạn nghe tôi nói thì các bạn sẽ hiểu hơn là tôi đang nói cái gì. À, liếm pin 9V được, bình thường pin 9V nó liếm bình thường, pin 9V nó hơi nặng rồi nha. À, cảm ơn bạn. Rồi các bạn bắt đầu cái phương pháp cận lâm sàng rồi, làm mổ xẻ nó rồi, thì các bạn bước tiếp theo là bây giờ là mình coi nguồn điện ở bên trong,
nguồn điện bên trong. Trước tiên bước thứ ba là mình coi nguồn điện bên trong. Một cái máy, một cái thiết bị, máy bay, máy cài, máy sấy, máy gì không cần biết, nguồn bên ngoài coi rồi. Rồi vô trong là ấn độ, ấn lên ấn xuống độ coi nó lên đi chưa. Rồi bắt đầu là những cái biện pháp đó là những biện pháp người bình thường, người sửa mò. Và phân tích cho các bạn là sửa mò, thợ sửa mò hay hơn kỹ sư luôn. Tôi nói thật. Ví dụ như các bạn bảo hành một lô hàng mà hàng trăm hàng ngàn cái điện, cái đèn, cái điện, cái âm ly, cái điện thoại, cái gì đó mà các bạn sửa, mà các bạn mò ra rồi á, hay là kỹ sư ngồi đo đạc này kia sống xiết u bố xô cho nó, tôi chấp kỹ sư luôn. Nói thật, tôi sửa mà kỹ sư mà vô đây sửa mà thật sự luôn á là mình chơi luôn, cáo luôn chơi nữa. Kỹ sư ngồi đo sống này kia nọ đủ thứ vậy ha. Mình sửa bằng kinh nghiệm, mình đang nói về kinh nghiệm cho các bạn, các bạn dễ hiểu. Mình chỉ phân tích nãy giờ đó rồi xong rồi còn ba bước nữa là xong rồi nha các bạn. Đó thì mình sửa là mình ví dụ như con tụ này nè, mình nghi ngờ nè, nóng nóng nè, thấy không, con xe nóng nóng nè, tôi sửa theo phương pháp so sánh bóc thay luôn, không cần thiết. Còn kỹ sư mới đo coi nó chết hay không, nó sống hay không, bỏ qua bên, thay nó trước đi, truyền cảm hậu tấu đi tính sau. Thì có phải thằng sửa mò ngon hơn thằng kỹ sư không? Ngon hơn nhiều, và chưa chắc nào ra đời thằng đó làm nhiều tiền hơn đó. Các bạn công nhận không? Chưa chắc gì ai ra đời đã làm nhiều tiền hơn. Mà quan trọng là mình phải suy nghĩ, mình nắm cái đôi xít, mình nắm 6 nguyên tắc này nè. Rồi tiếp tục các bạn vô trong cái nguồn á, tất cả các thiết bị các bạn vô trong cái nguồn á, rồi các bạn kiểm tra máy nào cũng gì hết. Nếu mà máy xử lý cao cấp thì nó sẽ có nhiều nguồn trong đó. 5V là những cái nguồn mà nó hay xài, những cái quốc tế luôn nó hay xài đó nha. 5V nè, 3V nè, 5V nè, 12V nè, 9V nè, đó, và 24V nè, là những nguồn đó là những nguồn người ta hay sử dụng nhất. Và những còn nguồn cao cấp hay cao áp hơn nữa, như cho những xài những cái thiết bị TV hay là những cái thiết bị phóng xạ laser đồ này kia đó, thì là những nguồn cao hơn nữa là mình không nói. Mà tôi đang giảng cho các bạn những cái mà các bạn đơn giản để các bạn trong gia đình mình, thì nguồn đó chỉ có là 3V, nguồn ở trong thiết bị mình đó 3V, 5V, 9V và 12V và 24V là nguồn cơ bản nha. Giờ chào khoe đổ, không có những nguồn khác nhiều, đó là những nguồn đó. Thì 3V/7 là trong mặt ít có xài lắm bạn, 3V/7 ít xài lắm, 3V ít xài lắm. Những cái thiết bị 3V/7 thì nó phải qua ổn áp 3V. Đây nè, cái cục pin này là 3V/7 nè. Nhưng không khi nào mà nó đưa vô con IC 3V/7 hết á, nó phải có ổn áp vô. Nó phải có ổn áp, nó có một con Zener hoặc là một con IC ổn áp. Đó. Vậy nó mới hạ áp xuống. Ít có mạch nào 3V/7 lắm, nhưng mà tuy nhiên vẫn có chứ không phải không có nha các bạn. Thì bây giờ mình kiểm tra cái nguồn vô. Nhưng mà có những cái mạch vi xử lý nó thông minh lắm. Nó 5V nó cấp cho CPU, rồi CPU mới mở khóa cho những cái nguồn khác vô. Cái nguồn khác vô, ví dụ như nè, bây giờ bữa nay có cái bảng nhưng mà không có cái viết vậy nè, ví dụ như là trong mạch vô là 5V, vô 5V nha. Nhưng mà 5V này để cung cấp cho CPU, cho CPU xong rồi mới điều khiển ra 5 cái nguồn khác. Điều khiển ra 12V, 9V, 6V, 24V. Có nghĩa là khi thằng CPU này chạy thì mấy thằng kia nó mới chạy. Thì mình kiểm tra cái thằng CPU này nè, nguồn vô của con chip CPU này có hay chưa. Đó, mình phải dùng phương pháp gì biết không các bạn? So sánh. Thì mình có một cái mạch khác tương tự như cái mạch đó mà đang chạy còn sống, thì mình sẽ đo qua cái điểm CPU này nè, bên đây là 5V, bên đây không có 5V. Rồi mình dò mạch xuống, mình sửa nó, sửa thằng đó trước, rồi nguồn ra của nó mình sửa trước. Ví dụ một cái mạch như thế này thì cái ngõ vô, rồi cái ngõ ra như đây nè, nó có 5 cọc thì 5 cọc đó mình kiểm tra nó, đừng quan trọng nó, mình kiểm tra ở phần sau, phần trước này nè, nó có ra chưa, nó có vô chưa. Khi điện 220 vào thì mình đo 22 vô, đo 22 hoặc là điện bình, điện pin gì đó, đo vô mà nó có rồi thì mình đo qua bên đây. Nó chưa có là có nghĩa là phần xử lý này nó chưa có. Những cái mạch thông minh á là nó cấp nguồn CPU rồi, CPU mới mở ra những cái cổng khác để các bạn phải sửa đó. Trong cái điện thoại là mình đã 10 năm trong ngành sửa điện thoại mình biết, có nghĩa là trong cái sửa điện thoại á nó có nhiều nguồn trong đó lắm, nhưng mà con CPU nó cấp trước,
nó cấp trước cái nguồn CPU vô, thì cái CPU mới mở cổng được tất cả những cái nguồn khác. Nó mở qua cao tầng, nó mở qua wifi, nó mở ra đủ thứ hết, chứ nó không phải là nó cấp cho wifi trước nha các bạn. Các bạn nắm như vậy thì các bạn sẽ sửa được tất cả, thấy không? Là 4 phương pháp rồi các bạn sửa đó. So sánh Ấn Độ nè, so sánh nè. Rồi một cái phương pháp nữa là phương pháp gì? Thay thế. Thấy cái con nào nãy á, thấy cái con nào nghi nghi bóc dục bỏ con khác vô. Con mới vô thì mình đừng có quan tâm mấy con mới nó sống hay chết. Mình lấy một cái bo khác nó đang còn sống nè. Ví dụ đây là hương tụ. Mình lấy con tụ này mình thay qua, mà nó không chạy thì còn hương phần khác, thì con tụ này mình đừng quan trọng nữa. Nó bên đây nó chạy mà. Mà qua đây nó không chạy là mình coi, nếu mà nó không chạy mình coi phương pháp mình hàng coi nó có dính hay không. Đó. Đó là một cái phương pháp sửa nữa. Nha. Rồi, tiếp tục nữa là phương pháp thứ năm, đó là gì? Đó là bắt cầu. Phương pháp bắt cầu. Ví dụ một trong cái mặt mình nè, mình đã từng lên núi mình sửa chiếc xe ô tô cho một cái hệ thống này lo đó. Rồi mình đã tới sửa đèn cho tất cả các bà con ở cái khu vùng hẻo lánh đó, mình làm được tất cả hết mà mình không có linh kiện luôn các bạn. Không có linh kiện. Mà mình không có cái gì hết trơn chọi á, chỉ có cái kìm thôi vẫn làm được. Nếu các bạn nắm được những nguyên tắc này. Bắt cầu là nguyên tắc gì? Ví dụ bạn biết được cái chỗ nào ở đây nó bị hư. Thấy không? Nó có điện thì phương pháp bắt cầu là các bạn nối dây. Cái dây này nè, nối chỗ có điện qua chỗ không có điện. Và tôi đã từng sửa điện thoại rồi. Cái trong điện thoại nó có nhiều nguồn các bạn biết rồi đó. Thì cái nguồn mà cung cấp cho thằng CPU á là 3V á, thì bây giờ ở ngoài nó có mà nó bị đứt mạch á, câu chỗ này vô chỗ này vô, và thậm chí dở con CPU lên câu ở bên trong luôn. Làm sao miễn cho nó có điện bên đó là bắt cầu qua. Chỗ là đứt cầu chì phải không? Bắt cái cầu qua. Đó cũng là cầu chì. Rồi, bắt cầu. Các bạn thấy trở về video của tôi trước á, các bạn thấy nè, toàn là bắt cầu nhiều. Sửa chữa nó đơn giản thôi, đừng chi phức tạp. Phức tạp thì mình đâu có làm được nhiều thứ, mệt lắm. Mình còn thời gian để mình làm nhiều thứ được thì mình bắt cầu là một phương pháp thứ năm. Còn phương pháp thứ sáu là gì? Phương pháp này là một phương pháp tuyệt chiêu. Và ngày xưa á, trước khi mà nói phương pháp thứ sáu thì mình sẽ nói cho các bạn một cái kỷ niệm. Ngày xưa mình sửa điện thoại á, thì mình mở một cái cửa hàng điện thoại lên, là mình đã nghiên cứu rất là nhiều cái bệnh ban đồ của điện thoại hết rồi. Ngày xưa mà thờ chiếc lá nè, N70 nè, rồi những cái điện thoại dòng cao cấp thời đó là 8910 nè, 8910 nè, bấm nút tuột quần nè ha, và 8990, tất cả cái đời điện thoại cổ các bạn nói đời nào mình cũng biết hết, từ Edison, Sony, Motorola và Nokia. Samsung thì mình không có chơi nha, mình ít. Samsung thì chỉ có là 2500 hay là 250 hay là mấy cái nào rồi đó thì mình không biết. Có bắt đầu mình kêu bạn mình để cái bảng hiệu vui lắm, để bảng hiệu, cái nó hỏi mình để bảng hiệu tên gì, mình để là Go Fast, có nghĩa là đi nhanh đó. Mình để dưới dòng tin dòng dưới cho tao là cái này nè, sửa điện thoại 5 phút lấy liền, chơi mới rảnh. Năm đó hình như là năm 2011 mình để là sửa điện thoại 5 phút lấy liền, chơi bảnh gì đó, dân thợ đi ngang họ nhìn họ nó ngứa ngàng. Mà thật sự luôn mình đã nghiên cứu rất là nhiều rồi các bạn, trong cái tiệm mình á sửa 5 phút đúng thật sự luôn, là 70% là mình sửa 5 phút, còn lại là 5 phút là mình cho người ta mượn điện thoại đem về để xài rồi mai lại lấy. Nhưng mà thật ra mình tháo rất nhanh, tại vì cái con đường đó mình quen thuộc rồi. Thay dây nguồn, thay chip, thay C, thậm chí N70 ngày xưa các bạn biết. Cái đó cao cấp lắm. Thay cái màn hình đó là 800.000. Nhưng mà mình nghiên cứu đến nỗi là mình thay một cái con tụ trên màn hình thôi là nó hết mờ. Cái màn hình nó co bờ mở máy lên. Nếu mà các bạn may mắn mà các bạn có những cái người bạn là sửa điện thoại ở đây thì các bạn biết. Cái N70 á mình xài một chút xíu à, 70-72 là nó mờ màn hình. Mà cái sách đi thay màn hình hết. Mình vô mình chỉ mỗi con tụ đó mình mà lấy con tụ ra mình thay vô. Tại con tụ nó xài lâu á, nó nạp xả không tốt thì nó mờ bình thường. Mình lấy 150.000. Mình lấy 150.000. Thì có người bạn nói tại sao mà lấy mới đầu thì nói ở ngoài kia sửa mắc quá, nhưng mà tại sao bạn sửa rẻ vậy, có 150 vậy. Mà thấy cái thao tác của mình làm trước mặt đó, họ không công nhận.
và không trả tiền cho mình 150 đó. Họ nói đơn giản quá, tự nhiên trả 150. Rồi bắt đầu mới giải thích người ta là tôi đã nghiên cứu biết bao nhiêu lâu trong cái gia này rồi, và tôi đi học nghề mấy cây vàng luôn, thì bây giờ anh phải trả 150 cho tôi chứ, còn nếu anh không trả 150 cho tôi không, thì nó đâu phải là công bằng. Thì tôi đã hỏi thận trước anh là 150 rồi, mình chỉ dở con tụ ra lấy vô thôi. Thì anh rất là cay đắng khi mà sự lấy điện thoại về. Thì các bạn biết rồi, mình giải thích thêm câu nữa, nếu mà anh sửa chỗ khác người ta không có làm cho anh trước mặt đâu, rồi người ta sẽ đưa anh về và anh mất đi một ngày không sử dụng điện thoại, trong khi đó anh sửa tôi chỉ có một chút xíu thôi. Thì trong thực tế qua câu chuyện này các bạn biết sửa gì không cần biết, thật lòng. Và từ đó thì sao đó là anh đó đem là bịch bà con họ hàng đem gì bịch cho mình sửa ghê vậy đó. Đó, ngày xưa mình sửa điện thoại là nằm sấp lớp ngồi đợi độ đông lắm, xong là mình có một cái nỗi buồn nên mình không có sửa điện thoại nữa, mình quyết định không sửa điện thoại nữa là gì đó. Nên mọi nguyên tắc đều dồn ở cái số 6, và mình cam đoan với tất cả các bạn ở trong giới điện thoại nào mình cũng sửa được hết, chơi gì bảnh vậy đó. Mà có một cái này tôi nói cho các bạn, mà các bạn cái điện thoại nào cái máy nào các bạn sửa cũng được hết. Năm cái nguyên tắc nãy rồi các bạn nắm rồi, các bạn là chơi được rồi đó. Còn nguyên tắc thứ 6 là cái gì bạn cũng sửa được hết. Là nguyên tắc thứ 6 là các bạn biết là phương pháp gì không? Phương pháp giờ nhà. Mình tất cả các tỉnh mà nghe tin mình sửa được tất cả các loại điện thoại đó, họ thích lắm. Và mình viết một cái bài ở trên mạng á, họ đọc họ cảm động lắm. Họ đem tới rồi sửa và cứu sống tất cả các điện thoại ngày xưa mà các bạn đem tới nha. Vài bữa nữa tôi sẽ đưa cho một các bạn xem một cái video mà tôi đã độ một cái điện thoại cách đây năm 1930 á, mà tôi độ lên là nghe nhạc thể nhớ rồi xem phim luôn mà trắng đen nha. Tôi sẽ cho các bạn xem cái video đó, và tôi lấy lại từ một cái mail, một cái YouTube khác của tôi nha, là ở bên cái YouTube khác để đưa vào cái kênh này cho các bạn xem. Thì cam đoan với khách hàng là không bao giờ mình từ bỏ cái nào hết, và điện thoại của người ta cỡ nào mình sửa cũng được hết. Là lý do như thế này, các bạn dùng phương pháp thứ 6 đó là phương pháp giờ nhà. Giờ nhà là sao? Ví dụ này dễ hiểu. Ở đây trên tay tôi rất là nhiều điện thoại, tại vì cái dư âm ngày xưa điện thoại á nhiều lắm. Các bạn mà thích cái nào tôi tặng em gái nhiều lắm. Đợi đó, tôi gọi cho các bạn xem nè. Ủa nhiều, máy tính bảng luôn. Đã, như cái điện thoại này nè, dư sức sửa, để lâu quá nó phù pin thôi à. Cắm lên là thay một pin này khác thôi là xài được thôi. Đây. iPhone 5 là tùm lum nha. Đây tôi ví dụ đây. Ví dụ đây. Đây là một cái máy điện thoại thời ngày xưa, thời tiền sử ngày xưa đi. À, nhưng mà cái này là tôi ví dụ nha, cái này cảm ứng này ngoài nha. Cái này còn lên nữa mà tôi bỏ rồi đó. Nó bị hư và mình cam đoan với khách hàng là mình sửa được, dù cho điện thoại của bạn bị banh chành nát từ lầu 4, lầu 6 rớt xuống các bạn cũng vẫn sửa được. Và tôi cam đoan vậy, tôi sửa được hết tất cả các loại điện thoại trên thị trường luôn. Lý do là các bạn tìm cho tôi một cái điện thoại khác giống như vậy đó, mà phương pháp tìm ở đâu đó, thì các bạn ra chờ đó. Cái điện thoại này ví dụ như đã hư cái khác, nhưng mà cái điện thoại này nó hư phần khác, hai cái mình nhập lại. Và mình thông minh một cái là mình dời nhà từ bên đây qua bên đây, mình dời con linh kiện nào bị bể, bị gãy, bị hư, dời nó qua. Và kiếm con điện thoại mà bị xe cán, sửa cho con điện thoại bị rớt nước thì tuyệt vời. Tuyệt vời, đó là phương pháp dời nhà. Thấy cái gì nghi ngờ, dục hết, giết làm hơn thả lầm. Bỏ ra, ngồi đó mà đo từng con mệt lắm. Mình đang sửa mò mà, thấy không? Còn bây giờ mà nói thật sự, một thằng mà học hành mà xì cái mụn ra luôn, lớn lên á, tôi nói thật, chỉ đi làm công một tháng vài chục triệu thôi,
Nhưng mà cái người mà trốn học đi giao lưu ngoại giao rồi băng nhóm rồi này kia hồi nhỏ ha, quýnh lộn rồi ha, nhưng mà ra đời các bạn biết nó đâu quan trọng mấy cái đó, nhưng mà quan trọng cái là mình làm cái gì cho nó nhanh gọn lẹ gấp rút xong. Còn điện thoại mà ơi đèn cũng gì nữa đó, đèn led đèn cũng gì nè, đèn led gì nè, mà tôi từng sửa cả 1.000 cái đèn luôn các bạn tin không, 1.000 cái đèn luôn, tại vì cái này không có không phải là giỡn được. Những con chip con này là mua rất là khó, đố các bạn nào đi mua cái con này được, con dao động này nè, mỗi một hãng nó khác nhau và sản xuất nó đầm giống như độc quyền đó, bạn không thay được, thay thay chỉ số nó chạy cũng vậy à, thay vì mình dùng cái tủ, cái tủ á, cái tủ này nè à, thì mình chịu khó mình nghiên cứu một cái thôi, mình sửa cái 1.000 cái cái tủ này, mình khi mình cấp vô mình đo dòng điện đó. À, ví dụ đèn này nó 18W thì mình đo nó là bây giờ nó 16W, ta cho nó sử dụng 16W thôi, thì các bạn biết nó xài bền cỡ nào. Đơn giản con trâu mình bắt sách nó là 100% cũng chết nữa, máy tính cũng vậy, tất cả mọi mọi thứ đều vậy hết, cho nó sử dụng 100% công sức thì nó sẽ mau chết. Và tôi đã tiết lộ cho các bạn mánh khóe của nhà sản xuất. Đây là những cái thanh led mánh khóe của nhà sản xuất. Tại sao cái thanh led này, tại sao cái đèn này nó bán rẻ hơn thị trường, quả đèn kia nó bán mắc hơn thị trường, lý do. Và sau này á nó cải tiến rất là nhiều. Ví dụ như ở đây là 96 con led, nó làm chỉ có 72 con led thôi, 72 con led thôi, mà nó tăng công suất của cái đèn lên rất cao, đo với cái đèn khác nó còn cao hơn nữa. Ví dụ như cái đèn này người ta bán 200.000 mà người ta đo có 18W à, xài rất là bền, nó đúng 18W. Còn khi cái đèn này nó bán có 100.000 là phân nửa à, phải không? Mà nó chỉ có 72 con led và 64 con led à, mà nó sáng cũng y chang như 18W, mà bán phân nửa tiền thì các bạn thấy là xong luôn, nó xài một thời gian là nó chết, đốt nóng nó chết. Bạn nói sao? Sáng nấu với xem được, mới xem được cái video anh sửa bóng đèn led đó à. Đúng rồi, em nhắn tin nên chưa có hiểu lắm. Đó. Nên các bạn phải 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 phân biệt rõ ràng là được như vậy, thì mình cái gì mình phải đơn giản mình mới sửa được. Mà trong thi công á thì mình sử dụng rất là nhiều đệ tử. Mỗi một năm á, là mình làm cho cái công trình đèn led này, mấy cái tòa nhà này, mấy cái cầu này, đường phố này à, sáng nay à, nên nên mình phải nắm được nhiều nguyên tắc, như 6 nguyên tắc hồi nãy của tôi đó, các bạn phải nắm, các bạn nắm, nếu các bạn mà mới vô xem thì các bạn xem lại 6 cái nguyên tắc của tôi, thì các bạn từ 6 nguyên tắc đó các bạn thông minh ra nhiều thứ lắm. Và trong khi công các bạn tự, ví dụ cái sau này các bạn làm chủ, các bạn nhìn thấy đệ tử mình làm á, lính tráng làm á, thì các bạn biết được và hướng dẫn cho họ làm cho nó nhanh hơn. Có thằng mày mò có thể các bạn, tôi đã sử dụng đệ tử điều binh khiển tướng rất là nhiều người tôi biết. Ví dụ nè, ví dụ cái cây nóc đây, thợ á, thợ nha, mướn thợ vậy luôn nha, khoan hoài không quay qua đó, anh ơi khoan không được, anh ơi cây nóc khoan không được. Nhưng mà mình á không phải thợ, mình là điều binh khiển tướng được, mà mình biết thôi, sơ sơ thôi, coi những cái video thôi, biết sơ sơ thôi, bắt đầu là giờ được rồi. Nếu mình khoan như nóc á, mà mình cầm cái tô vít á, chẳng hạn như mình cầm vít gì nè, mình khoan nè đó, nó chợt tới chợt luôn, chợt tới chợt luôn, thì mình nghĩ ra một điều rất, rất là đơn giản rõ ràng thôi, mình lấy cái đinh mình đóng cái bụp vô đây, nó có một cái dấu đây nè, mình khoan. Tôi thuê thợ mà một ngày 500 ngàn luôn á mà không biết điều đó. Và chính mình phải lại ngồi chỉ họ làm. Thấy không? Các bạn thấy không? Rồi bắt đầu á, anh ơi em hết ốc rồi, làm sao bấm được cái này vô? Thấy không? Mình quay qua mình nói, có ốc này bấm được em. Bấm đại, bấm đỡ đi. Bây giờ tự nhiên cái em cầm nó hoài, em cầm ở đó hoài, biết chừng nào nó mới xong. Đó, có ốc này vẫn bấm được. Thì các bạn phải phải biết. Nè, cái này bấm được hết nha. Tôi bắn cho các bạn xem.
đây. Con ốc la phong vẫn bắn được. Thì trong cuộc sống mình làm mình phải linh động. Linh động. Mình nói hơi lớn tiếng nó đau cổ quá. Uống miếng cà phê. Mà tôi nói các bạn nghe, chia sẻ các bạn á, đây là những chia sẻ cho các bạn mới và các bạn thích xem video của tôi để mà học hỏi thêm. Còn các bạn kỹ sư thì các bạn tham khảo cho nó vui cũng được, không sao hết. Và tôi dám chắc luôn các bạn mà là kỹ sư á, các bạn nghiên cứu nhiều hơn làm. Mà làm á, bây giờ cuộc sống này làm nhiều hơn nghiên cứu thì nó hay. Thì mình làm nhiều mình sẽ rút được kinh nghiệm. Và tất cả những cái thứ nãy giờ mà tôi nói, thật sự luôn là tôi trải qua rất là nhiều kinh nghiệm đó rồi. Và tôi đã nhận công trình nha, các bạn biết mình nhận cái công trình 800 triệu, 800 triệu một công trình đó mà chưa biết cái gì hết. Tôi chưa biết cái gì về cái vấn đề đó hết. Mà tôi vẫn làm, tôi nhận sẵn tôi làm luôn. Và một tuần lễ tôi nghiên cứu và tôi làm, cuối cùng tôi làm được công trình đó. Ghê gớm, hên. Nhưng mà không phải, đó là sự mài mò nghiên cứu của mình. Rồi đầu tiên tôi đến với ngành LED á, em có thể liên hệ Zalo với anh hoặc là trên này cũng được. Mỗi buổi livestream em cứ hỏi cái gì anh trả lời cái đó. Còn Zalo của anh là 0888824091. Các bạn biết á, năm 2015 là LED full đầu tiên nó qua Việt Nam mình. Mà tôi không có biết gì ngành LED hết á. Cuối cùng những cái công ty lớn á, nó làm cho những cái phòng karaoke, các bạn biết karaoke trình chiếu rồi đó, những đèn LED màu đó. Tôi ham quá đi, tôi ra Nhật Tảo tôi mua về mà không ai dạy hết á. Và tôi nhớ tôi hỏi ông một cái ông một người đó tên là Hậu Hớn. Thì anh nói là mua LED, ảnh là mình nói là mua LED anh, là anh có truyền đạt cái nghề cái để tôi lập trình hay không. Anh nói không, này tôi học đại học mấy năm trời mới làm được, anh có gì anh đưa tôi làm thôi. Nghĩa là người ta bán thì chỉ muốn giữ về. Tức quá, nhưng mà tôi đã nhận công trình rồi các bạn. Tôi nhận cái công trình rồi, có nghĩa là nhận cái công trình này á, là một cái công ty quảng cáo á, nó mới nhận lại cái của hàng karaoke Hồng Thúy. Hồng Thúy là một cái chuỗi karaoke ở tại Sài Gòn á, nó cũng ngang ngửa với karaoke này, nó mười mấy cái nhưng mà không bằng karaoke này. Thì cái Hồng Thúy này nè, cái anh Hồng này nè, ảnh mới thuê một công ty về làm cái bản hiệu đèn full đó, mà công ty nó bỏ chạy luôn, nghĩa là không được, nó chớp nó giật à. Và tôi dám nhận luôn đó là 5 triệu, thời đầu tiên đó tôi nhận 5 triệu mà tôi chưa biết gì hết. Và tôi mài mò, tôi học hỏi. Mọi người Việt Nam mình hay giấu nghề lắm các bạn. Giấu nghề không ai biết hết. Nhưng mà may là có một cái em đó, em nói là biết, nhưng mà em cứ làm cho tôi hoài cũng không được. Cuối cùng tôi phải lên trên mạng. Tôi lên trên mạng đó là tôi tìm bên nước ngoài á. Nước ngoài người ta, trời ơi, người ta bốc lịch lắm các bạn. Ủa là công khai lắm, không nói tiếng Anh mày bạ đấy nữa. Đó, công khai dữ lắm. Người ta công khai, người ta thích cái gì người ta truyền. Các bạn mà qua bên nước ngoài xem á, ít ai mà bấm like lắm. Người ta nghe xong rồi nếu không được người ta bấm góp ý rồi thôi, chứ không có bấm like như Việt Nam mình. Mà Việt Nam mình coi á, thưởng thức nhiều, các bạn thợ thưởng thức nhiều, tua nhiều, nhưng mà thật sự là bấm like làm cho cái kênh nó hạ xuống. Thật sự luôn, mình đã thấy rồi hết rồi. Nhưng mà quan trọng đó, đây là mình là cảm ơn các bạn, tại vì cho mình cái sửa sai để mình sửa lại mấy điều đó. Và mình cũng cảm ơn các bạn đóng góp ý. Đó. Mình phải trở lại vấn đề là mình phải chia sẻ hết thật lòng. Và các bạn không tin, các bạn điện thoại tôi đi, chưa bao giờ tôi từ chối một cuộc điện thoại nào hỏi của ai hết, và tôi hướng dẫn tận tình luôn. Và thậm chí là làm quen với cái người mà lại hỏi mình luôn á. Không tin thì các bạn lên tiếng giùm tôi cái, những các bạn đã từng hỏi tôi đó. Các bạn từng hỏi Ô nè, Ô Lâm, mình tên Ô Lâm. Hỏi Ô Lâm chạy trở lại gấp rút, ngon lành luôn. Ở ngoài Hà Nội gửi vô hàng cho mình sửa. Hỏi bao nhiêu tiền anh, không cần tiền. Nếu mà em năn nỉ quá thì thôi em cứ gửi vô trong cái tài khoản đó, là để cái này em gom lại để em đi cứu trợ người ta, cứu trợ người nghèo hay là trẻ em hiếu học gì đó, mình giữ dành sự dễ dàng cái phần đó đó, chứ còn mình chưa lấy tiền luôn. Và sắp tới chắc có thể là mình làm một cái quỹ đó để ai mà sửa gì đó ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc hay tất cả các miền gửi đồ cho mình sửa, là mình thật sự là mình rất nhiệt tình mình sửa. Và các bạn nào có bạn nào mà hỏi mình trả lời tào lao khơi chưa có luôn. À, các bạn lên tiếng và chứng minh cho mình, và cái số điện thoại của mình để vậy. Và đương nhiên là có người thích và có người không thích, thì mình cũng rất cảm ơn các bạn không thích để cho mình một cái sửa sai đó. Các bạn có hỏi cái gì thì mình trả lời hết. Học nghề á thì các bạn có liên hệ với mình sẽ chỉ cho.
hoàn toàn miễn phí hết. Nếu các bạn nào mà học có phí á thì mình kèm á. Tại vì cách đây khoảng 1,5 năm là có hai vợ chồng của một công ty cổ phần, đó là giám đốc luôn, một một người vợ là giám đốc, một người chồng là giám đốc, vợ là chủ tịch, thì bay vô Sài Gòn là học học mình là cái lập trình LED á, lập trình LED cho cái cầu á, những cái cầu, những cái tòa nhà, các bạn thấy mà tòa nhà mà trình chiếu ở Sài Gòn á, thì họ muốn làm được cái điều đó thì vô đây học, thì mình nhận cái gói đó là 50 triệu. Nếu các bạn trả thì chắc bạn trả cũng cũng hơi cao. 50 triệu là học một tuần, là mình dạy cho người ta một tuần thôi, người đó cũng biết sơ sơ rồi, thì dạy thì ngồi quán cà phê dạy thôi, ngồi quán cà phê dạy, lấy máy tính dạy, rồi xong cái người đó là nhận một cái công trình lớn lắm ở Đồng Nai á, thì bây giờ mình xuống với mình thực tập luôn, thì người ta có cái công trình rồi, thay vì người ta sửa không được, người ta thuê mình, mình dạy cho người ta, thì cái 50 triệu đó người ta là chuyện bình thường đó, là chuyện bình thường. Thì mình thức ba đêm là cái cầu Hóa An á, các bạn biết là cái cầu Hóa An á, và các bạn xuống Cần Thơ, xuống dưới Cần, không phải Cần Thơ mà Đồng Nai, thì các bạn thấy cái cầu Hóa An đó, là cái cầu đó là mình ba đêm trời mình băng qua lộ, mà cái cầu đó nó ghê lắm, băng qua băng lại, mình thức đêm ròng rã đi nghiên cứu cái công trình đó. Thì nó sử dụng một cái hệ thống LED full DMX 512 và lập trình cho nó, rồi bắt đầu mình xử lý hết về con LED đó. Việt Nam mình lúc đây cũng chưa có luôn các bạn, chưa có luôn, lúc đó chưa có luôn, chỉ có một cái đơn vị bán thôi đó. Đơn vị của một người bạn mà ở Sài Gòn nó bán, nó là LED XPD. Thì các bạn biết rồi, hỏi không ai chỉ đâu, và hiếm có một cái kênh nào mà chỉ thật lòng đó. Các bạn không tin, các bạn thử mà xem, khi mà người ta đông khách rồi á thì người ta ít trả lời lắm, xã hội này. Dạ đúng rồi anh, người ta ít có thật lòng với mình là do vấn đề là người ta không có thời gian, người ta không có nhiệt tình với mình. Hồi tối tôi thức tới gần 5 giờ sáng để trả lời bình luận các bạn đó, tại vì các bạn hỏi tôi rất là vui cực kỳ luôn, tại vì có người hỏi mình và chia sẻ cái nghề này. Thật sự luôn, mình ở Việt Nam không lâu nữa các bạn, mình sẽ không còn ở đây nữa, thì mình sẽ mong đến một cái phương trời khác, thì mình sẽ chia sẻ những cái bài học khác cho các bạn. Nếu các bạn là người mới, hãy đăng ký kênh để giữ liên lạc với mình, và đăng ký Zalo. Không biết là mình đến phương trời khác thì mình có sử dụng Zalo hay không, mình cũng không biết đó. Đáng ra là mình bây giờ là mình không còn ngồi ở đây được, Việt Nam nữa, là mình đã đi xa rồi. Thì bây giờ qua dịch rồi chắc có thể là sớm, và mình sẽ cho các bạn thấy một phương trời mới, người ta sử dụng công nghệ như thế nào và người ta sử dụng như thế nào, mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Để cho các bạn biết từng ngày từ những cái giai đoạn quá trình mình đi và làm việc. Thì mình thì rất thích một chiếc xe mà có đầy đủ tiện nghi đồ trên đó hết ha. Lên xe là có chỗ nghỉ, chỗ nằm, có quán bar đồ trên đó luôn. Mình phải thiết kế như vậy. Tại Việt Nam mình nếu mình ở Việt Nam mình phải thiết kế xe gì mà không biết đậu đâu đó. Không biết đậu đâu, mình đang nghiên cứu đó. Khi mình ra nước ngoài rồi đó, là mình sẽ mua chiếc xe đó, mình đi vòng vòng chơi đó. Theo các bạn thì có ý kiến gì và có những câu hỏi nào nữa không? Máy cũng đã hết pin rồi, bữa nay mình đang nói một cái lớn tiếng á. Đấy ra mình công chiếu á, là mình quay hết rồi, và bây giờ mình công chiếu cho các bạn xem á, thì nó sẽ đỡ đỡ mệt mình hơn. Một cái video mình làm 3 ngày rồi các bạn. Còn livestream gì á thì các bạn nghe thì các bạn không có có nắm hết cái vô được vô đề được có nắm hết, thì các bạn coi lại. Thì mình không có cắt tỉa được. Bây giờ YouTube nó không có cho mình cắt tỉa lại, mình đăng lại, mình live stream sao để vậy à. Không có cho mình cắt đầu đuôi được. Đó, các bạn có hỏi gì đó hỏi. Và khi các bạn nắm được những nguyên tắc này đó, 6 nguyên tắc nãy giờ tôi nói á, là khi mà các bạn nắm rồi á, thì các bạn sửa được tất cả những thứ trên thế gian này mà các bạn gặp là các bạn sửa được. Đó, là thật sự là vậy nha các bạn. Bây giờ mà đưa tôi chiếc xe ô tô mà tự nhiên nó chết máy tôi vẫn sửa được. Tôi coi lửa liếc đồ này kia, xăng suýt rồi coi không, tại vì nó đang chạy nhá, mà nó bị hư thì nó dễ sửa hơn cái là mình mua về nó không chạy thì mình khó sửa đó, vậy thôi. Đang chậu coi dây chuột nó cắn dây điện cũng là hư đó, rất là nhiều cái mà trong cái đó. Bây giờ các bạn muốn thí nghiệm cái này nữa rồi nghĩ không nè.
tôi sẽ làm hộp đèn quảng cáo bằng led này bằng điện 220, rất rẻ tiền, thay vì mua cùng nguồn trăm mấy 200 ngàn, các bạn làm mà cạnh tranh với những tiệm quảng cáo khác là các bạn không có lời. Và tôi đã làm công trình này gần trăm vài trăm triệu là chuyện bình thường, nhưng mà tôi làm bằng cái này nè, để các bạn xem nè. Giờ làm nha, nhưng mà phải cắm sạc vô mới được. Mình cao hứng quá rồi mình nói chuyện cái gì nữa không, nó đau đau tiêu rồi. Ở đây các bạn đợi nha, đợi cắm điện cái nó bị hết điện. Rồi, cảm ơn các bạn đã, những người mà đã theo dõi như thế này thì thật sự mình rất là quý. Và mình có mấy cái món quà nãy đó, các bạn mà xem trước đó, các bạn sẽ cho mình cái địa chỉ nha, mình sẽ gửi. Hoặc là nếu không thì mình chạy xe, mình đích thân mình chạy xe tới nơi bạn luôn để uống cà phê với bạn, khuê đổ, chia sẻ kinh nghiệm. Ok, nếu các bạn nào ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, trừ ra Hà Nội mình đi không nổi thôi, chứ miền Trung mình đi miết luôn. Không biết là bữa nay có các bạn miền Trung không, vừa rồi là mình đi miền Trung mình quen búa lô xua ngoài đó luôn, ăn nhậu ở ngoài đó. Nếu các bạn ở vòng vòng miền Tây, các bạn ở nơi nào hú luôn tiếng, tôi chạy tới tôi uống cà phê các bạn, biết được một người bạn tôi rất là vui. Mình ngồi mình nhâm nhi một ly cà phê, mình nói chuyện đời, mình nói chuyện này đi kia, cái chuyện kiếm tiền thì rất là ok. Cái anh chăn nuôi này nè, tôi đang để ý anh đó, nếu mà anh ok tôi sẽ chia sẻ cho nhiều người xem. Tại vì tôi thấy anh nghe một tuyên bố anh câu là anh làm ngược người ta hết, mà tôi thích là những người làm ngược. Nhưng mà làm ngược mà đối với nuôi dịch mà ngược á, nó nguy hiểm lắm. Ví dụ như anh chỉ người ta mà nó đúng á, mà nó thật sự mà đem lại giàu có cho người ta thì hay, và tôi sẽ chia sẻ rất là nhiều. Còn nếu mà lỡ người ta làm có chuyện gì á là chết luôn, chết cả lũ. Có nghĩa là dịch á, người ta nói có một câu là muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá thì nuôi heo, muốn nghèo thì nuôi dịch. Nhưng mà bây giờ ngày xưa thôi, bây giờ mình sẽ cải tiến lại à, dịch nó ít dịch bệnh hơn. Tôi còn nhớ cái thời nhỏ mà dịch mà cậu tôi nuôi đó, chết 10 đồng đó. Khiêng vô cần xé vậy mà ăn không nổi luôn. Ngày xưa mình nghèo mà ăn dịch chết ăn chứ đâu phải chôn như bây giờ. Bây giờ mình kiếm cái này mình thí nghiệm cho các bạn đây. Đây các thợ quảng cáo á thì không xa lạ gì cái này. Đây là cái hộp đèn. Và cái bạn nào bình thường nha, bây giờ tôi chỉ cho các bạn bình thường để làm nha. Các bạn trang trí cái cửa hàng của mình. Và những video trước á, tôi có làm một những cái sáng tạo là lấy cái ống nước mình làm cái đèn chùm. Nếu mà các bạn nào mà xây nhà mà không có tiền mua đèn chùm á, thì đèn chùm mắc tiền lắm. Mấy triệu bạc một cái luôn. Mà các bạn lấy cái ống nước mà uống lại trở thành cái đèn chùm đẹp tuyệt vời luôn. Không tin các bạn trở lại video tôi xem á, là video trong cái danh sách sáng tạo. Nếu mà các bạn xem là từ danh sách nha, sửa chữa, review, sáng tạo rồi tùm lum hết trơn á, nó có kệ hàng cho nó luôn nữa. Và sau này tôi sẽ phát triển kệ hàng, tôi thấy cái sản phẩm nào ok mà chất lượng á, tôi sẽ để trên đó là cho các bạn mua hàng. Và nếu mà các bạn ở Việt Nam thì tôi gửi hàng về các bạn. Một điều là các bạn nhớ giữ liên lạc với mình và phải đăng ký cho mình nha. Bây giờ cái đèn này là lúc trước tôi làm còn dư lại nè. Cái đèn này là hệ thống đèn cao cấp bằng inox. Ở đây là nhựa. Ở đây là bằng inox hết nha. Bây giờ á, những con led như thế này ha, cái đèn này cao cấp thì mình dùng điện 12V, nhưng mà những cái đèn như thế này thì mình dùng điện 220 cho nó tiết kiệm giá thành. Những cái bản hiệu á, nhớ bạn à, lên Cao Lãnh đó nha, thành phố Cao Lãnh. Nếu mà bạn ở Sài Gòn á thì tôi có nhiều cái công trình ở Sài Gòn đó, mà tôi làm từ cái này nè, mà xài tới bây giờ chưa hư. Thành phố Cao Lãnh thì có chỗ trung tâm trang Sài Gòn Spa đó, chuyên về sửa xe ô tô, độ chế xe ô tô ở thành phố Cao Lãnh đó, là cái bản hiệu và nguyên công trình đó là tôi làm đó. Ok chưa? Vậy không phải nói tiện khoét nha. Rồi các bạn mà về Cao Lãnh đó, các bạn biết là quán kem Rainbow đó nha, là tôi làm luôn. Rồi karaoke Trung Tuấn á, là ngày xưa tôi làm 6 phòng karaoke Trung Tuấn. Rồi karaoke, nói chung karaoke ở Cao Lãnh tôi làm gần hết rồi. Xây dựng phòng chớp nhón, nghe nhạc sùm luôn á. Rồi bay xuống dưới các tỉnh luôn để làm phòng karaoke.
Thì mình sử dụng những cái phương pháp như thế này thì nó sẽ mang lợi cho mình rất là nhiều, mà nó bền nữa. Nó bền là tại sao? Cắm điện 22 mà bền. Cái này á, nó xài 10, mình cho nó xài 8 thôi thì nó bền hơn những cái máy mà xịn sò nữa. Rồi bây giờ mình làm đó nè. Bây giờ làm sao ta? À, bây giờ làm cho nó sáng thôi nha. Còn phương pháp này thì các bạn tự làm. Ví dụ một người bình thường, mà các bạn là người bình thường, làm mảnh ngành điện, ngành 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 gì không cần biết, nhưng mà các bạn muốn làm những bảng hiệu như thế này thì có những bước để các bạn làm nè. Thứ nhất, bạn phải học cho tôi là cái Corel, hoặc là các bạn biết vẽ như thế nào đó, hoặc là nếu không biết nữa thì các bạn lợi cái tiệm quảng cáo đó, các bạn thiết kế, kêu người ta thiết kế này ra và cắt cho người ta cái chữ như thế này, rồi các bạn về các bạn tự uống bạn làm đến này, rồi cỏ đèn vô thôi thì nó rẻ hơn. Nhưng mà phải tính toán coi cái thời gian bạn làm một ngày bao nhiêu rồi mới làm nha, nó rẻ hơn ngày bạn làm 1 triệu, trong khi đó cái hộp này có 1 triệu thôi thì bạn làm gì là lỗ. Giống như tôi đã làm một cái video á, tôi tốn là 20 triệu đi mua cái máy quay hết mười mấy triệu, mua mấy đèn lum chân á, rồi làm bỏ ra cả 5 ngày công để làm quay cái video, không phải cái video này nha các bạn. Rồi xong rồi cái đăng lên nó chỉ có lèo tèo có một vài người xem mà, tại vì những người in like xuống gì nè, bấm hết xuống là nó đâu đề xuất, bấm mà xuống gì là YouTube nó không đề xuất, nó nói là cái bài của mày dở quá không ai xem trên thì không đề xuất nên lỗ video lỗ. Bạn biết, các bạn biết làm YouTube 5 năm trời đó vẫn có đồng bạc nào hết á. Mới mấy tháng dịch này nè, bắt đầu được rất là nhiều bạn ủng hộ, đúng không? Tại vì lúc trước mình giảng những bài giảng cao cấp quá không ai hiểu hết á, không ai làm hết á, và những người mà biết á, tại vô ta tua xong rồi tua xong ra, mà những người mà coi á, những bạn mà coi mà tua vậy là cái kênh mình nó ảnh hưởng cực kỳ luôn, ảnh hưởng cực kỳ, không có đề xuất được, và nhất là không thích nè, không bình luận nè, bình luận mà tiêu cực nè, rồi coi mà tua nè, là không không đáp ứng được cái kênh được. Rồi cuối cùng mình mới giảng những cái bình thường bình dân, thì đương nhiên là có một số người chấp nhận nhiều hơn những người không chấp nhận, thì mình chọn con đường đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm nha các bạn. Bây giờ tạm thời là không nhìn mình nữa. Đây, không biết giờ các bạn đi làm chưa, không biết. Đó, đây đây. Bây giờ nè, led này á, các bạn lên Shopee ở đâu đó mua cũng được ha. Có thể trang trí trong phòng, trong tủ đè điện, rồi tiệm vàng đồ này kia á. À, mình có cái công trình làm tiệm vàng, tiệm bạc đó, ở ở thành phố Cao Lãnh đó, là mình làm hai cái tiệm vàng. Thứ nhất là một cái tiệm vàng Kim Long. Kim Long các bạn biết rồi đó, là ở Kim Long là nổi tiếng, mà nổi tiếng mà về Kim Long là Kim Long là có ngồi nói chuyện với chú đó, là một tháng gì là trả tiền lương cho là khoảng 1 tỷ á. Tiền lương không 1 tỷ thì các bạn biết là cái tiệm vàng nó như thế nào rồi đó, có công nhân đồ nhiều lắm. Rồi à, nếu mà các bạn làm tiệm vàng thì các bạn dùng led á, mà điện 12V, nhưng mà tiệm vàng của các bạn thì có thể làm bằng led này thì đỡ tốn tiền hơn, mà tiệm vàng mà. À, rồi à, cái kinh nghiệm nữa, khi các bạn xịt silicon trong kính á mà lao á, ha, lao hoài nó không sạch á, thì các bạn lấy cái gì lao cho nó sạch, các bạn biết không? Dầu lửa nha, chỉ dùng một loại dầu lửa thôi, không dùng xăng. Đây, những loại led thế này thì các bạn xem mua rất là nhiều ở trên thị trường được nha. Rồi bây giờ nè, cái phương pháp làm như thế này, cứ cứ một cái đoạn như này, có thể là mình tách ra, mình kéo dài ra được, nhưng mà mỗi đoạn là mình cắt ra. À, cắt ra, ví dụ như đây này ha, ví dụ như cái này nói qua đây là mình cắt ra nha, cắt ra ở đây là cái màu xanh á là cái cộng, cái màu trắng á là trừ, cái màu xanh là cộng, cái màu trắng là trừ, thì cái nào cũng vậy hết, nhưng mà có từng loại á là cái màu nâu á, xám xám hơn là cộng, cái màu trắng là trừ, thì mình cắt ra hết. Rồi cái phương pháp này là nói tiếp thôi. Cái đây là ví dụ này, cái đầu cộng vô nè, rồi đầu ra này là trừ, trừ thì nói với đầu cộng này, rồi tiếp tục đó, tiếp tục cộng trừ cộng trừ cộng trừ cộng trừ cộng trừ cộng trừ hết, thì mình sẽ đưa con diode này vô,
Một là đưa con diode này vô mình xài. Cái con diode này hay lắm. Nó sẽ xài được là 100 mét dây led dây á, mình có cái video trước đó rồi đó, các bạn đón mà xem ở trên đó nha. Là vô trong tất cả về led á, là độ chế các nguồn led á, thì mình đã có rồi. Ví dụ như nguyên một cái nhà các bạn dặn nhận người ta cái nhà để mà làm, thì các bạn tính toán những cục nguồn rất là đắt tiền, và tính ta cao quá người ta chọn đơn vị khác thôi. Thì bây giờ mình sử dụng con này, một con thôi mình sẽ sử dụng 100 mét được, nhưng mà gắn tản nhiệt. Rồi các bạn có thể dùng cái mạch này, cái mạch này nè, có thể dùng mạch này nha. Mạch này á là mình sử dụng lại là cái cầu diode. Cầu diode là 1 ampere, cầu này là 1 ampere nè. Thì cái đèn mình á đốt cũng 1 ampere thôi, nhưng mà mình đốt nhiều, cái mình đốt cả cả trăm cả ngàn con như vậy nè, ấy là khoảng 300 con như vậy nè, thì mình phải dùng con này nhớ nha. Còn con này thì mình sử dụng cái này thôi. Thì mình có đây nè, các bạn nào máy mình sẽ tặng cho một người 10 cục nha, mình sẽ tặng cho một người 10 cục như thế này nè. Mình đang có khoảng cỡ mấy ngàn cục á, là lúc trước mình thử đèn cho người ta đó, quá trời luôn nè nha. Nè các bạn nhìn thấy nè, mình không có nói ngoài đâu nha. Rồi đây một bịch nè, nhiều lắm, mình chưa khiêng vô đâu rồi, còn ngoài mấy bịch nữa đâu rồi. Mình sẽ tặng cho một người 10 cục, 20 cục cũng được đó. Bỏ đâu hai hai ba bịch như thế này nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ các bạn muốn mình làm cái mặt này hay là cái mặt này, tại vì không có thời gian nhiều. Hay là cái mặt này. Nay chào tất cả 66 bạn đang xem. Thôi bây giờ mình làm cái này đi ha. Cái này để cho các bạn ấy, cái cục này các bạn mua khoảng 20 ngàn nha, ngoài thị trường. Còn nếu mà cái này á thì các bạn bây giờ làm hai cái luôn đi. Rồi trước tiên các bạn nhìn cái con này nè. Cái con này á, nó có cái cộng và cái trừ. Đó rồi. Trong đây nó sẽ có hai cái cộng nè, cái cộng và cái trừ nè. Khi điện thế còn hai cộng lại đó là điện 220 vào. Nha, các bạn có thể mua về làm nha. Đây, cộng và trừ. Rồi, cái cộng trừ này là mình sẽ vô trong led nha. Vô trong led này. Cái này điện 220 nha. Điện 220. Mình hoàn hàng cho đúng. Cộng này mình vô trong cộng của led. Giờ mình nói vô luôn cho các bạn xem nè. Đây. Nói vô các bạn xem. Các bạn quảng cáo nên nên tham khảo cái này nha. Thì nhiều khi các bạn mua một bộ nguồn rất là đắt tiền và thay các bạn làm một bảng hiệu chút xíu là sao ăn mấy triệu được, dưới quê làm gì có tiền ăn mấy triệu. Cái bảng mà mình làm có 500 ngàn thôi mình cũng lời nó 250 rồi, bảng hiệu á, trong khi mua mấy con led này bao nhiêu, miếng mica nhiêu, cái ấy nhiêu. Bây giờ mình nhận cao quá ai làm, và bây giờ mình nhận cái kiểu như là mấy cái bảng hiệu, cái hộp đèn nãy của tôi nhận cao cấp đó, nhận mấy cái trung tâm mà cái chuỗi á, thấy không, Vinhome đồ này kia, hay là retail rồi đó của ông Vượng nữa, ông thuê mới nó cao. Rồi cộng nha, rồi trừ 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 thì bây giờ nè mình lựa bên em mình đón trừ nè, đây trừ, đây trừ đâu, trừ đây, cộng trừ, trừ đây. Đó. Rồi băng keo lại. Cái này là tôi đã làm rồi, tôi biết số lượng bao nhiêu rồi, 27 rồi. Nhưng mà làm thí nghiệm cho các bạn luôn để các bạn sau này các bạn làm cho nó dễ. Rồi các bạn có cái cơ hội để mà thí nghiệm nữa. Rồi này chỉ có điện 22 vào thôi nha các bạn. Bây giờ mình cấp điện 22 vào đây.
Giờ mình dùng cái chui này nè ha. Ở đây. Rồi. Bỏ này đi. Rồi nè. Các bạn tước dây điện á, đây kỹ năng này nhiều khi các bạn biết rồi thì bỏ qua nha. Nắm nắm cọng dây điện nè. Thấy không? Cái đầu nè, hai cái kìm, cái mỏ phiết này nè ở trong. Cái mày ở ngoài. Các bạn bấm vậy nè. Rồi các bạn cầm gì nè. Hai cái này cầm gì nè. Được chưa? Giờ các bạn đẩy nè, cái này đẩy nè. Chưa? Rồi, cái này cũng nhanh cho các bạn chưa biết, các bạn thông cảm, biết rồi thì coi nó bị bình thường. Rồi, mình có cái video là kỹ năng đó, kỹ năng cầm cái tay mình cầm nè, thấy không? Giống như ảo thuật vậy đó, thấy không? Cầm gì mình hàng nè, đó. Ví dụ như này, đây mối hàng này nè, thấy không? Cầm. Cái này hai cái này cầm ra luôn nè, cái này đưa vô nè, đó, cầm mối hàng vô. Đó, mối hàng vô. Kỹ năng này các bạn phải là nghề, các bạn phải biết. Rồi mình có cái video chỉ cái đó luôn, các bạn tìm lại xem. Rồi tước này ra nè, đơn giản thôi. Mình phải biết thợ điện nha các bạn. Trời ơi mà không biết thợ điện để nhà mình đi công tác ở nhà, vợ ở nhà hư điện kêu thợ điện thợ nước vô sửa là mệt. Rồi rồi ha, rồi cắm điện rồi, còn thằng này nữa lo làm lo quay không à. Các bạn bữa nay xem mà đông đủ như vậy thiệt á, tôi thấy vui, thì vui ghê luôn á. Hồi tối ha, thức tới 5 giờ sáng nó trả lời luôn, trả lời câu hỏi của các bạn. Chuyện qua chích ngừa mệt muốn chết, thức đêm luôn. Rồi đây, nhưng mà vẫn vui. Cắp điện nha. Rồi để đàng hoàng, để cái này là thí nghiệm hơi bề bộn, có một bạn cũng góp ý rồi mình cũng công nhận, chứ còn mình làm là gọn gàng lắm chứ. Cái này là thí nghiệm nha các bạn coi nè. Rồi cắm điện nè, thấy chưa, các bạn thấy chưa, sáng chưa, đơn giản thôi mà đó. Rồi các bạn có thể để hộp đèn vô đây, nó sáng bình thường thôi. Bây giờ tôi lấy đồng hồ đo, tôi đo dòng cho các bạn xem nè. Đây, trời, thí nghiệm này xịn sò, thấy không? Còn các bạn ở nhà thì các bạn gặp khuôn theo mà làm nha. Tôi sẽ báo cho các bạn bao nhiêu con led. Nè. Ý. Đây. 47. 54. Có nghĩa là 54 mA, các bạn nhân đi, 220 nhân 54 mA là bao nhiêu watt? Để tôi nhân luôn nè. Các bạn nha, B bằng UI. B bằng UI là công suất á, là bằng dòng nhân cho điện thế cung cấp vô. Rồi bây giờ cái này ai cũng biết nhưng mà tại đúng không? Bây giờ mà cho các bạn thông cảm nha, cho các bạn chưa biết nha. B bằng UI có nghĩa là 220 V nhân cho nhân Y, có nghĩa là nhân cho là nãy nhiêu? 51 nè. 51 bằng 11 W nha các bạn. 11.220. À, là mình đổi ra là 11 W. Là bao nhiêu đây, là 11 W nè. Cực kỳ sáng các bạn thấy không? Cực kỳ sáng chưa? Rồi. Còn nếu mà các bạn thấp, có nhiều bạn hỏi nếu mà thấp ít lại thì phải làm sao anh? Đơn giản thôi. Còn nếu mà nhiều hơn nữa thì làm sao anh? Đơn giản thôi. Bây giờ mình câu cho 10 cái này vô. 10 cái này nó vẫn sáng nha. Tại vì cái bộ này nè, nó sẽ chứa được khoảng bao nhiêu các bạn biết không? Khoảng 20 cái như thế này được. Nguyên tắc tại sao các bạn biết không? Đơn giản thôi. Mình có một bình nước, mình chia ra nhiều ống. Thì cái ống nào nhỏ thì chạy nhỏ, ống nào lớn thì chạy lớn. Đúng không? Điện cũng vậy, điện ở ngoài điện lực á, là có một đống điện vậy nè,
Giờ bây giờ mình xài bao nhiêu, trong nhà mình xài bao nhiêu ampe thì mình đo ra bao nhiêu ampe, nó chảy vô nhà mình bao nhiêu ampe thôi. Các bạn hiểu không? Chứ nó đâu có chết. Chừng nào mà mình làm cái này á, nó thấp quá nó mới chết. Còn mình làm đủ nó đâu có chết. Mình làm đủ led nó đâu có chết. Các bạn hãy làm gì cho tôi nè. An toàn nhất là 27 con led module nha, 27 con. Đó, còn mà led mà ba ba như vậy nè, ba ba con như vậy nè, các bạn làm cho tôi là bao nhiêu biết không? 32 con nối tiếp với nhau. Bạn xài, nói thiệt của bạn xài cái này nha, bạn xài 10 năm chưa hư luôn, 10 năm luôn chưa hư. Tôi đã xài bây giờ là 4-5 năm rồi chưa hư luôn, những cái bảng hiệu của tôi gắn bây giờ chưa hư luôn. Thì tại sao các bạn không áp dụng đây mà làm? Có nhiều bạn vô nói này nói kia nhưng mà các bạn có làm chưa? Chưa làm bao giờ thì các bạn hãy làm đi. Còn cái tủ này, cái tủ này thấy chưa, các bạn sẽ hạ tủ xuống, các bạn sẽ làm ví dụ như cái này là 10 con led, thấy không? Cái này thì các bạn bỏ con tụ vô là nó lại sáng yếu lại, thì các bạn 10 con led, 20 con led vẫn được. Thì qua quá trình mà các bạn làm thì các bạn sẽ biết được nhiều thứ. Còn nếu các bạn nào chưa biết thì các bạn comment bên dưới mình sẽ trả lời cho các bạn nhiều người cùng xem. Thấy chưa? Cái này tụ này lại cản dòng lại. Cản dòng lại là gì? Cái dòng nó cản lại từ 220 từ đây nó chạy qua nó sẽ cản lại, thì mình sẽ thắp được á chỉ có hai nhánh như thế này thôi. Tại vì dòng của nó rất là thấp. Còn cái này là dòng rất cao nè, các bạn nào nói dòng này không cao, các bạn chập lại một cái nổ 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 lửa một cái đùng coi. Dòng cao nhưng mà điện thế mình ra đủ. Thì dòng qua cái con led này nó chỉ có không phẩy mấy thôi. À, không phẩy 0,55 ampere, có nghĩa là 54 ampere mili ampere. Để các bạn thấy không? Các bạn là kỹ sư vô đây các bạn sẽ chất vấn mình. Là có nhiều bạn bình luận là các bạn chưa có làm, các bạn nắm lý thuyết thôi, nhưng mà đây là thực tế tôi làm, tôi công những cái công trình tôi làm là biết bao nhiêu lâu rồi. Rồi các bạn đậy cái hộp đèn lên, nó sáng cho mà thấy. Các bạn không tin thì các bạn hỏi những đệ tử của tôi đang làm kênh đó. Và có phải là các bạn làm như thế này các bạn thắp được nhà cửa tiệm vàng tiệm đồ này kia mà đâu có tốn tiền, đâu có tốn tiền đâu, chỉ có tốn con này với muốn mua mấy con led là bao nhiêu. Thậm chí các bạn lại tôi xin xin chỗ mà người ta cho đó, tiệm da chai rồi nó cũng có đầy luôn, rất là nhiều. Và nhất là các bạn bảo vệ, các anh bảo vệ, các anh là thợ điện thì những cái đèn led người ta thảy ra ngoài rất là nhiều, không bỏ uổng lắm, đem về mà sửa cho người nghèo bà con thiếu gì. Bây giờ nhiều người cũng cũng cần cái đó. Có nhiều bạn bắt lên là cái này giục mẹ nó cho rồi, không phải, Việt Nam mình giờ còn nghèo lắm, những người giàu chia sẻ ra,